Với ưu điểm quả giòn, ngọt, dễ tiêu thụ, ra quả quanh năm mà giá cả ổn định, người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã mở rộng quy mô trồng giống ổi Đài Loan, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày càng ổn định, nhất là từ khi thành lập hợp tác xã ổi, đứng ra giúp người dân liên kết với các đầu mối tiêu thụ ổn định. Năm 2019, ổi của xã Linh Sơn đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là tiền đề để năm 2020, 35 hộ dân trồng ổi ở xã Linh Sơn thành lập hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, cùng nhau trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và xây dựng thương hiệu ổi sạch. Năm 2001, cây ổi được đưa vào trồng tại xã Linh Sơn với diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,2 ha và chỉ có vài hộ dân trong xã trồng thử. Năm 2019, diện tích trồng ổi tăng lên và xã Linh Sơn đã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho vùng chuyên canh trồng ổi. Đến năm 2020, hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn đã được thành lập với 35 thành viên. Ông Liễu Văn Hai là thành viên của hợp tác xã ổi Linh Nham và cũng là hộ gia đình có diện tích trồng ổi lớn tại xã Linh Sơn. Một năm, gia đình ông thu 2 vụ ổi chính và thu giải đều trong các tháng. Tổng một năm, nhà ông Hai thu được khoảng 24 đến 25 tấn ổi, với giá bán trung bình từ 15 đến 20 nghìn đồng một kg bán tại vườn. Ông Hai thu nhập được hơn 300 triệu đồng một năm. Với kinh nghiệm trồng ổi 23 năm, ông Hai đã ngày càng khẳng định được thương hiệu ổi của vùng đất đồi Linh Sơn. Chúc là cái 1-2 năm đầu thì kỹ thuật mình làm nó ổi nó cũng chưa được ngon lắm. Sau 4 năm sau thì mình làm cái ổi cũng tương đối ngọt. Thế dân người ta tự là khen là ổi ngọt thôi. Còn mình ăn thì mình ăn hàng ngày mình cũng thấy ăn được. Nhưng khách hàng người ta cảm thấy yêu mến hơn là cứ nói là muốn cái ổi nhà mình thôi. Ví dụ mình cân đi Lào Cai chẳng hạn, người ta bảo là ổi khác là người ta không muốn được. Cứ muốn của nhà không thôi. Hiện giờ gia đình tất cả... Gia đình nói chung là mỗi ổi không thôi, ngoài ra không làm một cái gì khác. Tức là bây giờ thì còn con cái thì đi làm, đi học, còn hai vợ chồng làm mỗi ổi không thôi. Thì nhà tôi thì diện tích hiện tại có bây giờ nó khoảng gần 4 sào. Thế thì một năm thì bây giờ trừ chi phí hết rồi thì nhà tôi còn thu nhập lại tầm khoảng 7 đến 80 triệu. Đấy là thu nhập, đấy là riêng cây ổi. Thì nói chung đối với cây ổi thì là một cái cây nó dài ngày. Nó cái ưu điểm của nó là có thể là mình không làm hôm nay, có thể là mình lùi sang ngày mai mình làm vẫn được. Thế do vậy điều kiện gia đình mà nó cũng là lao động nó cũng không có nhiều, cho nên là tôi lựa chọn là tôi trồng 50% là ổi và 50% là những cây trồng khác. Trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã mang lại giá trị thương hiệu cho cây ổi của xã Linh Sơn. Để cây ổi có đủ dinh dưỡng, chất lượng quả ổi đạt năng suất cao, ông Hiếu cùng 35 thành viên trong hợp tác xã đã chuyển từ sử dụng phân bón hóa học sang phân hữu cơ nhằm tái tạo dinh dưỡng cho đất để cây ổi phát triển khỏe, ít sâu bệnh. Những cái ưu điểm của cái làm Việt Gáp mà làm theo cái quy trình thì là nó cho ra cái sản phẩm, thứ nhất là nó là chất lượng, thứ hai là nó cho ra, tức là mình có nhu cầu để tạo ra sản phẩm lúc nào thì là mình sẽ chăm bón cái cây vào cái thời điểm nó thích hợp. Thì để nó đạt cho cái sản phẩm của mình là nó đúng vào cái thời điểm mà mình muốn để mình cung cấp được ra thị trường. Nói chung là đối với phân hữu cơ thì nếu tính độ nhàn đối so với bớt công lao động thì có thể là nó phải bớt đi đến 50% công lao động. Bởi vì ví dụ như tôi bón phân chuồng là một bao, một gốc này là khoảng 30 cân. Nhưng phân hữu cơ mà bón một nứa thì nếu bón nhiều thì nó rơi vào khoảng 7 cân đến 8 cân thôi. Cho nên là mình mang vác vận chuyển nó rất đơn giản. Hơn nữa là mình rạch ở dưới đất ra thì chỉ cần rạch nó đủ vừa tầm để lấp kín được phân là đạt yêu cầu. Mà nếu bón phân chuồng thì phải rạch rãnh to sâu và đấy tất cả mọi các cái công là nó đều nhiều hơn là so với cái bón phân hữu cơ này. Trước đây ông Hiếu ngoài việc sử dụng phân hóa học, ông đã ý thức được việc sử dụng phân chuồng hoang ủ để chăm sóc cho cây. Tuy nhiên công sức làm phân chuồng sẽ vất vả hơn rất nhiều. Từ khi vào hợp tác xã, các thành viên trong hợp tác xã được ban quản trị hợp tác xã kết nối với các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ trên thị trường nhằm có được giá mua vật tư đầu vào tốt hơn mua lẻ trên thị trường. Để nó bảo đảm về an toàn cho quả ổi thì nó có những vấn đề. Thứ nhất là bây giờ mình bón phân nó phải đúng theo quy trình, đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Thế ngoài ra còn cái phun thuốc bảo vệ thực vật thì trong lúc giai đoạn mà khi mình tỉa cành ổi nó lên chồi lại lộc hoặc lúc nó đang đâm hoa ra quả
thì có thể là mình sử dụng những loại thuốc nào nó có hiệu quả là được, nhưng mà đến khi sau khi mà mình đã bọc xong rồi thì là chúng tôi là chủ yếu là sử dụng vào những loại thuốc sinh học. Đấy, thì làm sao để cái bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để cho người tiêu dùng cũng như là bản thân mình. Bởi vì như chúng tôi này thì nếu mà đến cái mùa ổi này thì ít nhất một ngày là phải sử dụng một người là rơi vào khoảng 3 quả. Đấy, cho nên là việc đầu tiên là mang lại cái an toàn cho chính bản thân mình và gia đình nhà mình đã. Sau đó thì mới đến xã hội. Hợp tác xã thì đến nay thì thành lập cũng được 4 năm rồi. Thì hiện nay của mình đang có 35 thành viên. Và tiếp tục đợt tới này thì hợp tác xã cũng có cái định hướng là kết nạp thêm các thành viên ở Đinh Sơn vào. Thì hiện nay tại Đinh Sơn thì có hơn 100 hộ dân mà trồng ổi cơ. Thì cũng đang mong muốn là tất cả các hộ mà trồng ổi đều tham gia vào hợp tác xã. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là ổi Đinh Sơn thì từ trước đến nay thì đang trồng theo cái chưa có cái quy củ. Ví dụ như là hiện nay mình tập trung vào toàn vụ chính thôi. Thì hiện nay cái định hướng của hợp tác xã là sẽ giải vụ ra, chia các hộ ra để làm sao mà lúc nào có hàng để cung cấp cho các thương lái và các siêu thị. Thì đấy cũng cái định hướng mà mong muốn. Cái hai nữa là cũng muốn cho bà con vào trong hợp tác xã này để làm theo đúng cái quy trình kỹ thuật nữa. Ví dụ như là năm nay hợp tác xã định hướng làm theo OCOP, sản phẩm OCOP và làm theo hữu cơ. Hiện nay hợp tác xã ổi Linh Nham đã đóng góp rất lớn vào diện tích trồng ổi theo quy hoạch vùng sản xuất an toàn của địa phương. Với giá trị kinh tế mà quả ổi ở vùng đất đồi Thái Nguyên đem lại, đã khẳng định Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng là vùng đất trồng chè, mà còn có thể tạo ra những đặc sản như ổi Linh Sơn, Na La Hiên. Tuy nhiên, ổi Linh Sơn từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể cho đến nay vẫn chưa xây dựng được đặc sản OCOP nhằm nâng cao giá trị hơn nữa cho quả ổi sạch. Thực ra là cái mà để xây dựng một cái thương hiệu mà đang có thương hiệu rồi để mình nâng cao cái thương hiệu lên là một trong những cái mà rất trăn trở đối với ban quản trị cũng như toàn bộ thành viên hợp tác xã. Thì hiện nay thì cái khó khăn lớn đó là bà con mình từ trước đến nay đang dùng hóa học quen rồi. Hóa học thì có thể bón cho cây nó bốc ngay, bốc nhanh. Thế nhưng mà về cái sản phẩm thì sẽ không bao giờ ngon bằng cái hữu cơ. Thế thì hiện nay thì tỉnh mình cũng có những cái cơ chế hỗ trợ và hợp tác xã cũng đang mong muốn được tiếp cận những cái nguồn hỗ trợ đấy để làm sao chuyển đổi sang dùng hữu cơ, hoàn toàn hữu cơ. Đấy, từ phân bón, từ đến rồi là thuốc trừ sâu sinh học thì hợp tác xã rất mong muốn được tiếp cận những cái chương trình này và cũng mong muốn được nhà nước quan tâm hơn nữa về cái chuyển đổi đối với cái ổi hiện nay đang làm Việt Gáp, mong muốn được sang làm OCOP. Thì cũng đang cơ bản là trong tháng 6 này cũng sẽ hoàn thành cái sản phẩm OCOP và để đưa được vào các siêu thị. Với vai trò của kinh tế tập thể là hợp tác xã sẽ giúp cho những trái ổi thơm ngon, giòn ngọt của người nông dân ở xã Linh Sơn vươn ra thị trường, có được giá trị kinh tế cao hơn so với bán buôn cho thương lái như hiện nay. Hiện nay cái thị trường về ổi này thì những năm trước thì có thể chính vụ thì phập phù, có những năm thì được giá thì lại mất mùa, có những năm thì lại sản phẩm ra nhiều vậy không bán được. Thì năm nay hợp tác xã cũng như chính quyền địa phương cũng đã định hướng đến bà con là chia giải vụ ra, khoanh vùng giải vụ. Đấy, và cái nữa là những cái sản phẩm của mình phải đi xa hơn thì sẽ bán được vào được những siêu thị, sẽ bán được giá tốt hơn. Thì hiện nay các cái sản phẩm của mình cũng đưa được về Hà Nội rồi cũng đi các tỉnh nữa như Lào Cai chẳng hạn, hay là về Bắc Giang cũng có, về Hà Nội là đang là nhiều nhất ạ. Đạt được cái sản phẩm OCOP ấy, thì cái giá trị của quả ổi nó được nâng lên. Bình thường thì hiện nay thì trên địa bàn xã Anh Sơn bán ổi giá khoảng 15 đến 20 nghìn một cân. Nhưng mà khi có cái sản phẩm OCOP được chứng nhận trên cái quả ổi Linh Nham xã Anh Sơn thì cái giá trị của quả ổi nó sẽ tăng lên có thể là 30 đến 40 nghìn đồng trên một cân ổi, đem lại cái giá trị kinh tế giúp cho nhân dân cũng như là hội viên nông dân xã Linh Sơn phát triển, đem lại cuộc sống ấm no để giúp cho nhân dân phát triển và yêu cái mảnh đất quê hương của mình. Thói quen người tiêu dùng đã thay đổi, không đơn thuần chỉ là nhu cầu ăn các loại quả ngon mà còn phải an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là định hướng mà Thái Nguyên tập trung thực hiện. Một trong những nội dung ưu tiên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ. Những trái ổi thơm ngon của hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn sẽ góp phần khẳng định thương hiệu trái cây sạch của vùng đất Đông Bắc Thái Nguyên.